Chào Bến Tre, xin kính chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại căn nhà tại phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Và căn nhà này cách lộ đường Nguyễn Văn Khước khoảng là 30 mét ha. Thì căn nhà này với tổng diện tích là 98,7 mét vuông, có chiều ngang ở phía trước ha là 5,78 mét, có chiều dài dọc sau vào là 17,07 mét. Nhà là hướng Tây Bắc ha. Hiện tại nhà thì gồm có sân trước mình ha, cửa thì là cửa kéo ha, cửa sắt kéo, rất là tiện lợi luôn ha. Đường hiện tại đường trước đất là đường đan 2,5 mét ha. Đây, xong mời quý vị khách hàng theo chúng tôi vào bên trong nhà ha. Ở phía trước thì chúng ta được lót gạch bông ha, giả đá ha, được tặng một bộ ghế đá ha, bàn ghế đá. Mặt trước của chúng ta thì được dán gạch bông luôn ha, dán hoàn toàn gạch bông luôn, gạch bông màu trắng xanh rêu ha. Cửa hiện tại là cửa nhôm lọng kính ha. Phần trước của ta là có một bậc ha, bậc thềm. Chúng ta vào nhà thì vào nhà bên trong là phòng khách ha quý vị khách hàng. Đây, phòng khách, phòng khách của chúng ta thì cũng được lót gạch bông luôn ha, gạch bông, cái này là gạch bông giả gỗ ha. Đó, tường thì ốp cao 1,8 m ha, có điểm nhắn luôn, có hoa văn bông ha. Đây, điểm nhắn đây. Phần trên thì được trang trí là la phong thạch cao ha, đèn hộp. Ở bên trong nhà thì có rèm cửa luôn. Đây, chúng ta có trang bị rèm cửa luôn ha. Thì chúng ta có cửa sổ hông luôn. Đây, thoáng mát ha. Đây, cửa sổ là này là cửa sắt ha. Này là nhôm, nhôm lọng kính ha. Phần ở bên hông này thì chúng ta có con hẻm nhỏ ha, để chừa cho nó không khí nó thoáng mát ha quý vị khách hàng. Chúng ta đi tiếp vào phòng khách ha. Qua phòng khách là phòng ngủ thứ nhất ha. Đây, phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất thì của chúng ta thì bên trong thì cũng lót gạch bông, ốp tường cao 1,8 m, la phong thì la phong này là la phong nhựa cao cấp ha, có đèn luôn. Cửa phòng thì là cửa nhôm lọng kính ha. Thì phòng ngủ của chúng ta thì cũng có cửa cửa sổ luôn ha quý vị, thoáng mát luôn nha. Ở bên hông thì đối diện phòng thứ nhất, phòng ngủ thứ nhất thì cũng có cửa sổ luôn. Thì chúng ta tiếp tục qua phòng ngủ thứ hai. Đây, phòng ngủ thứ hai thì cũng giống như không gian như phòng ngủ thứ nhất các quý vị khách hàng, cũng có cửa sổ, ốp tường, lót gạch bông, la phong nhựa cao cấp luôn ha, có đèn luôn, cửa nhôm lọng kính luôn ha. Thì chúng ta tiếp tục qua phòng ngủ thứ hai là phần không gian bếp ha. Không gian bếp rất là rộng rãi luôn. Đây, thì không gian bếp chúng ta có bồn rửa chén, rửa tay được ha. Cái bồn hiện cái vòi rửa hiện đại luôn. Ở phần bên đây là kệ bếp ha. Kệ bếp rộng rãi luôn. Đây. Thì qua kệ bếp chúng ta, đây là vị trí chúng ta để máy giặt ha. Đây. Đó. Xong, chúng ta đi theo thôi vào cái phòng vệ sinh ha. Đây, không gian phòng vệ sinh có lavabo rửa tay luôn ha. Đây, phòng vệ sinh thì cũng trang trí là giò tắm ha. Lavabo bồn cầu ha. Cũng ốp gạch là cao là 1,8 m luôn. Màu sơn là màu sơn màu xanh quý vị, màu xanh rất trang nhã.
rất đẹp. Và giá rao bán của căn nhà này là 1 tỷ 250 triệu đồng nha quý vị khách hàng. Thì quý vị khách hàng xem review căn nhà này thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì quý vị khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn quý vị khách hàng là xem trực tiếp căn nhà này và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay căn nhà này ha. Căn nhà thì rất là đẹp, rất là thoáng luôn. Thì phần bên hông mình có cửa thoát hiểm luôn nè quý vị. Đây. Cái phần cửa này chúng ta có thể là tận dụng chúng ta phơi đồ ha. Làm xào đồ bên đây. Rồi. Thông ra phía trước luôn ha quý vị khách hàng. Cái này rộng cơ khoảng là 6 tấc. Quý vị khách hàng là những người xem mới thì nhớ nhấn đăng ký kênh góc dưới bên phải của màn hình để nhận được các review bất động sản mới nhất của chúng tôi. Quý vị khách hàng cũng đừng quên là nhấn ủng hộ cho chúng tôi một like và chia sẻ giúp chúng tôi ha. Xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng. Thì chúng tôi xin nhắc lại, tổng diện tích của căn nhà là 98,7 m², có chiều ngang phía trước là 5,78 m, có chiều dài là 17,07 m. Hiện tại nhà là hướng Tây Bắc ha. Và giá rao bán của căn nhà là 1 tỷ 250 triệu đồng. Có thương lượng nhẹ cho quý vị khách hàng có thiện chí luôn ha. Gồm có ha, sân trước, phòng khách, hai phòng ngủ, không gian bếp ha, một phòng vệ sinh, vân vân. Tiện ích của căn nhà này thì cách đại lộ Đồng Khởi là khoảng là 1 km ha. Cách trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng là 2,5 km. Cách đường Nguyễn Văn Khước là khoảng 30 m ha. Trong bán kính là 2,5 km thì gần trường học các cấp ha, gần chợ, gần ngân hàng, gần siêu thị, vân vân. Thì quý vị khách hàng xem review bất động sản này thấy yêu thích căn nhà này thì hãy liên hệ với chúng tôi ha. Thì để chúng tôi là quay từ vị trí căn nhà, tôi đi bộ ra tới đường Nguyễn Văn Khước nha quý vị. Thì ở đây, ở phía đường này là chúng ta quan sát là thấy đường Nguyễn Văn Khước luôn nè. Đó. Nhưng mà chúng ta là từ đường Nguyễn Văn Khước vô thì chúng ta có một cái hẻm chúng ta rẽ vào. Đây, tôi sẽ đi ra cái hẻm ha. Đây. Thì đối diện cái hẻm chúng ta là có cái tiệm tạp hóa quý vị khách hàng. Tiệm tạp hóa Đạt, dễ nhận biết lắm. Thì ra đây chúng ta rẽ trái ha, là hướng ra đại lộ Đồng Khởi ha, đi về hướng trung tâm của thành phố Bến Tre. Đây chúng ta sẽ rẽ phải thì ra hướng lộ Vành Đai ha. Cách vị trí chúng ta đứng là khoảng là 500 m ha, là nhìn thấy lộ Vành Đai luôn ha. Vâng, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review căn nhà hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin khép lại review bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.